Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 6 là xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử, các nguyên tố, thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kỳ và nhóm. Thì chúng ta xét theo cái chiều hàng ngang, chúng ta thấy bán kính nguyên tử nó giảm dần, còn hàng dọc thì là nó tăng dần. Tức là trong cùng một chu kỳ thì bán kính nó sẽ giảm dần và trong cùng một nhóm thì bán kính sẽ tăng dần từ trên xuống dưới. Vậy thì chúng ta ghi nhận cái quy luật. Còn muốn giải thích thì chúng ta sẽ dựa vào cái bán kính là dựa vào cái số lớp và dựa vào cái điện tích hạt nhân để chúng ta giải thích nha. Ta nắm cái quy luật biến đổi là được rồi. Tiếp theo là chúng ta đi qua cái phần biến đổi độ âm điện. Thì độ âm điện người ta đã đo đạt và chúng ta chỉ nhìn vào đây và chúng ta sẽ thấy được cái quy luật biến đổi độ âm điện từ trái sang phải là độ âm điện nó tăng dần, và ngược lại từ trên xuống dưới trong cùng một nhóm là nó sẽ giảm dần. Thì chúng ta thấy độ âm điện nó sẽ tăng dần theo cái tính phi kim, cho nên là những cái phi kim thì độ âm điện nó sẽ cao hơn so với lại kim loại. Thì độ âm điện là nó biến đổi trong cùng một chu kỳ thì độ âm điện nó sẽ là tăng dần, còn trong cùng một nhóm thì độ âm điện nó giảm dần. Còn tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu về tính kim loại và tính phi kim. Vậy thì tính kim loại là gì? Là đặc trưng cho cái tính chất của nguyên tố, nó dễ nhường electron. Và ngược lại, tính phi kim thì nó lại dễ nhận electron. Vậy thì chúng ta xem xét khả năng nhường nhận electron của các nguyên tố. Ví dụ như ở đây mình có cái nguyên tử sodium. Thì nguyên tử sodium ở lớp ngoài cùng của nó đó, mình nhìn thấy là ở đây nó có một electron ở lớp ngoài cùng. Thì nó có khuynh hướng là nó sẽ nhường đi một electron này, mất đi luôn. Để tạo thành là một cái ion dương mang điện tích dương như thế này. Dương là một cộng. Thì nó nhường một e thì nó mang điện tích là một cộng nha. Còn nguyên tử fluorine thì ở đây nó sẽ lớp ngoài cùng nó có là 7. Mình thấy nó có 7 đúng không? 7 electron thì nó sẽ nhận thêm 1 để nó được 8 là nó sẽ bền á. Thì nó nhận thêm 1 thì nó sẽ mang điện tích là 1 trừ. Thì ở đây Na thì nó là một cái kim loại, nó sẽ là nhường electron. Còn F là phi kim thì nó sẽ nhận electron. Vậy tính kim loại là tính thể hiện cái tính chất của nguyên tử đó, nó dễ nhường electron và ngược lại. Vậy thì xu hướng biến đổi tính kim loại và tính phi kim thì nó sẽ thay đổi như thế nào? Thì trong cùng một chu kỳ thì tính kim loại á, là nó sẽ giảm dần, còn tính phi kim nó sẽ tăng dần. Thì chúng ta dễ dàng nhận thấy trong cái bảng tuần hoàn á, thì kim loại đứng ở đầu và phi kim đứng ở cuối, cho nên cái quy luật biến đổi này là nó hợp lý. Trong cùng một nhóm thì ngược lại. Tiếp theo chúng ta đi tìm hiểu về tính axit base của oxide và hydroxide. Thì mình nhìn vào những cái phản ứng này, mình thấy thấy là Na2O và NaOH là có tính base mạnh, còn Al2O3 và AlOH3 là nó có tính là lưỡng tính, tức là vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với base, tức là tính base nó là yếu dần. Và điêu sang qua lưu huỳnh thì mình thấy hợp chất RO3 và H2O4 là có tính là axit mạnh, đúng không? Vậy thì mình sẽ thấy cái sự biến đổi của tính axit và base nó như thế nào trong cái chu kỳ và nhóm. Thì ở đây mình có cái bảng tính axit base của một số cái oxide và hydroxide của những nguyên tố ở chu kỳ 2 và 3. Đi từ trái sang phải thì mình thấy tính các công thức này thì chúng ta các công thức oxit nè và hydroxit nè, thì chúng ta cũng thấy có nhiều công thức mà biết rồi. Ví dụ là Na, mình xét từ chu kỳ 3 đi ha, cho nó dễ, là Na2O, MgO, Al2O3. Thì đây là mình thấy là từ trái sang phải tính base nó sẽ yếu dần và tính axit nó sẽ tăng dần trong cùng chu kỳ, còn trong cùng nhóm thì ngược lại ha, trong cùng nhóm thì ngược lại. Tức là cái gì mà trong chu kỳ và nhóm thì lúc nào nó cũng sẽ ngược nhau. Cho nên là mình học kỹ cái chu kỳ thì nhóm này mình suy ra là nó ngược lại thì nó cũng dễ nhớ.